chào mọc quá mới nha anh em. Mình đi bữa nay mình quấn cánh mọc quá. Vô đi câu mà cọng đường rồi, vô cung đường này trời ơi nhìn nó đẹp. Quá trời đẹp rồi. Mà sao cung đường này là toàn là đường kính không vậy cả nhà? Vô đường kinh tới rồi anh em ơi. Để tới khúc kia cho quay tiếp cho khúc này đường nhỏ quá. Nước bên chỗ này nó chưa rút lắm anh em. Để coi tình hình coi mình quýnh thử có cá không. Có chỗ rút rồi, có chỗ chưa rút. Đây. Chắc cũng có được rồi nha. Cũng thấy nước kinh trong trong quê mình. Đâu, một lỗ mình chuyển luôn nha. Kinh này là từ đó cũng dài lắm nè. Con đầu tiên thắt lát cả nhà, tống ngay phía mắt luôn à. Quá đã, rơi rô đây, ơi, đừng xảy nha, thắt lát anh em ơi, trời ơi, mới làm dùng vậy mà lại không lại vô ngay ổ nữa, quá đã cái này, nói chung là vô vừa vô mà có tầm này là thấy im à, quá sướng á, chịu ăn là được cái nha. Nước chưa gom mà cá chịu ăn là thấy ok rồi. Dấu hiệu đi lúng luôn nè. Trời ơi, lệnh đá hoang sàn kìa. Bưng tim nhiễn anh em. Cục mồi cho quăng thoải mái luôn, cục mồi được mồi dế mà. Trứng kiến mới sợ. Đó. Bưng nhẹ nhẹ vậy mà không lôi luôn ha. Nó rình chung vây qua chung thấy cái xe, cái máy, cái gì nó đầy ba chung hết hồn. Ở bút đầu ngoài luôn. Rình chỉ tôi. Thắt lát tiếp tục anh em ơi. Nãy giờ là rớt vô hốc mắt nhiều lắm nha.
à dạ. Đây toàn rồi hốc mắt không à. Thả xuống chung canh cái phao chưa được cái lỗi mới anh em. Lỗ mới. Chưa canh được cái phao nằm thả xuống nhịp y như cái rô ăn. Quá đã cả nhà ơi. Câu chỗ này thì được có cái là đứng sát bên cái thùng mình luôn, cái mình là mình bỏ luôn khỏe cả nhà. Xe để lưng tới chỗ câu về khỏe khỏi canh xe canh đồ. Sâu đóng đã tay đã này mày, nước chú đánh chắc cần 1m7 nước ở chỗ lỗ nè, nghe sướng đời. À, lại rớt vô hút mắt nữa nè, quá ngon. Bữa nay chắc bảo thắt lát không quá. Cái tim là quá trời. Tim còn đang lên luôn. Lúc mà cái tim đang lên mà quýnh được tới đáy ngon. Nổi tim nãy giờ chung canh cái phao lại cái giống được chung mình móc cục ngồi mát nha. Nổi tim quá trời, quýnh không sắc đáy được, nó không ăn luôn em. Trời ơi đã quá đã anh em ơi, quá phê luôn á. Quýnh cục ngồi trước nó hơi cao, chung thấy ủi tim như nhuyễn quá trời. Trời vàng nha anh em, trời vàng chín tông luôn. Kéo cái phao lên thả xuống cục mồi sát đáy lôi liền tê tái trong người. Vừa chạm đáy luôn, quá êm. Đi luôn. Trời ơi. Lúng luôn cái coi. Trời ơi, chắc hết mồi quá, trước kiến tiêu lưỡi rồi. Rồi, ơi lên tìm quá trời luôn, chân kiến hết rất ngoài quá anh em ơi. Này lưỡi trứng kiến. Trời ơi, uổng. Thay cục mới quá. Thay cục mồi dế anh em ơi. Cái đó cục mồi dế lụm liền. Cửa tới đó cái nó hết mồi uổng. Lần này không thể chạy được. Đấy, cái gì đây ta? Chưa. Chúng nói là chúng nó cửa mồi cửa đó mà. Thay là cục giấy sao lụm liền à. Quá đã nha. Mấy cá thằng khôn lắm, trời ơi, chứng kiến là khó trị, chứng kiến cái vụ thôi. Quá sướng cả nhà.
nhúng nhịp nhịp phạt. Trời ơi trời, uổng. Chú làm lại coi. Đi cái phao xe ngang đẹp quá, đẹp luôn mà, vượt Trung Quốc. Từ bữa này mình di chuyển tới mấy bên kia luôn mà không tém được nữa. Lần này canh với mình nữa đi. Bữa nay được trúng động thiệt. Cục trước canh hết lần rồi chú. Bữa nay toàn diện là như hốc mắt rất là nhiều nha anh em. Sao nhìn chỗ dướng vậy? Tiếp tục lại thắt lát nữa anh em. Con kênh gì cũng chưa thấy con rô đâu hết trời. Tìm ẩn toàn thắt lát chứ không có chơi không. Từ hồi sáng bây giờ mới có cá rô anh em ơi. Chung quở câu gì con kinh không có cá rô luôn, giờ mới có nè. Mới chuyển qua cái lỗ cái gì móc mới có nha. Ôi ơi cái nó mập. Chú ơi đã. Quá đã. Khang hiếm cá rô. Nãy giờ chúng nó giật 3 phát rồi đó. Không dính phát nào. Ăn kỳ cục. Lăng này. Trời ơi. Bựng sảy luôn. Nãy giờ em im quay lại cái con nào đúng không nha. Cái lỗ này thiệt sảy con nó uổng quá. Qua kia quýnh cũng sảy luôn. Trời ơi, lo nhìn trời nhìn đất nó riện cái. Nhiều ngộ hả? Chứ nghĩ cái đó là phải dính chứ trời ơi. Đứng quýnh phải đứng mà nó vừa ngã vừa nằm vừa rỉ luôn mà. Con gì đây? Con gì đây? Su cờ na thiệt chứ. Giạt mí. Nó giạt mí hoài. Bởi vậy chinh phục rồi ép nấu liền cả nhà ơi. Sảy rút sảy riết chịu không nổi luôn á. Quá đã anh em ơi. Cho rỉa thoải mái luôn bạn ơi. Sang tới đó không kéo ha. Rụt rè trời ơi trời. Cá rô nhỏ kìa. Thôi nhỏ rụt rè hoài. Rồi không xanh.
Chưa giữ chưa được cả lại nha. Trời ơi, trời vàng. Trời vàng nhỏ lắm. Trời vàng ruộng xuất hiện rồi. Tại quýnh. Quýnh trổ lên sọ hơi bị nhiều luôn á. Rồi, chung gỡ lên em ơi. Bây giờ nắng lên quá rồi, hết ăn rồi em ơi. Review cá tổng kết cho em xem coi. Bữa nay cũng được mới nha em. Nước chưa gom lắm, chưa gom lắm nên nó cũng không có được nhiều nhiều cá gom. Chứ kênh này ngon lắm nha, kênh này đã gom xuống thì quýnh xiên luôn. Hai ba khui rồi nó anh em, được mới thắt lát ngon ngon với 2, 4, 6, 8, 9 thắt lát hay 8 thắt lát gì á, với hai trời với con cá rô à. Có hai con cá rô mà chung nãy chung thả con nhỏ, con nó nhỏ quá, vậy là im rồi. Nhiều khi đi một ngày chưa có được như đây luôn, mà bữa nay quýnh có buổi sáng mà giờ ăn được như đó là quá đã nha. Rồi chung tổng kết, chào đặc biệt đại đình. Nói chung là cái điểm này nước còn lê láng dữ lắm anh em ơi, rất là nhiều nước luôn. Giờ nói chung đợi mát chung mới tính tiếp, giờ nắng quá nắng hết ăn à. Tầm này là 1 giờ, giờ bắt đầu đói bụng rồi, bắt đầu mình ăn uống rồi nghỉ ngơi, lát chiều ra chung tính tiếp. Rồi chung chào tạm biệt cả nhà nha. Mấy anh em xem kênh yêu mến thì nhớ đăng ký, nhấn chuông và tặng một like cả nhà. Thank you cả nhà rất nhiều.